Thằng nhớ SEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Toán và Chuyện, và mình là Quý Ca. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá tập tiếp theo của 3x3 ai nhân bạn cô bé ba mắt. Thì trên màn hình của bạn đây là 3x3 ai cô bé ba mắt tập 1 và tập 2 ha. Tập 1 mình đã có review riêng rồi, nhưng mà mình để chung để các bạn cùng chiêm ngưỡng với hai tập mới phát hành của nhà xuất bản Trẻ nha. Và mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng tập 1, tập 2 trước khi mình review chi tiết hơn về thành phần bên trong của tập 2 nha các bạn. Không làm các bạn đi đâu nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá tập 2 nha các bạn. Thì đối với tập 2 chúng ta sẽ được tặng kèm đây một cái PVC. Đây tập 1 ha, đây là những quà tặng của tập 1 ha. Mình lấy ra cho các bạn chiêm ngưỡng lại của đây tập 2 của mình nè. Đây một cái PVC ha, đó rất là xịn sò. Một cái bìa, bìa này không được gắn bóng làm mờ nữa hết, nhưng nó cũng như tập 1 các bạn. Nó sẽ có là được làm nổi ha, 3x3 này các bạn thấy làm nổi không? Ông A ông Ánh bên gái cũng vậy, làm nổi ha, sách khá là dày. Giá tới 90.000, tuổi 18 cộng các bạn, giá 90.000 khá là chát nha, không có rẻ đâu nha các bạn. Rồi đây tấm bó kẹt hai mặt của 3x3A tập 2 nha. Ở đây phần nội dung bên trong giấy được in trên giấy cũng bình thường như tập 1 thôi, cũng không có gì gọi là đặc sắc, không phải giấy C hay gì hết nha các bạn. Chuyện khá là dày các bạn, dày lắm, cuốn rất là dày, cầm chắc là chắc tay. Đây một số hình ảnh bên trong nè các bạn, đó nhìn rất là dày luôn nha các bạn. Đây là cái hình ảnh bên trong và cái tập truyện được in là 7.000 cuốn. Thì nội dung của bộ truyện kể về chiếc phiêu lưu kỳ vĩ của Bai, người sống sót cuối cùng của bộ tộc Saniza Ukara và người hậu cận bất tử của cô Fushigi Rakumo, với nguyện trở thành con người. Họ lên đường tìm kiếm hụt nhân hóa để được hóa kiếp sống của một yêu quái bất tử, và bây giờ cuộc phiêu lưu kỳ thú của họ chính thức bắt đầu rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video mình, nhớ like, subscribe và comment một con số ở phía dưới. Nếu video này sau một tuần đạt 1.000 view, mình sẽ tặng các bạn từ tập 1 đến tập 3 luôn nha các bạn của cô bé ba mắt. Xin chào và các bạn trong những video tiếp theo, và cuộc số hết tuần này của mình là 2, 4, 3. Xin chào và hẹn gặp lại.